Và các bạn nhìn thấy là đường phố của Bỉ hôm nay lại là mưa rồi các bạn. Mưa này là mưa phùn đó các bạn, lạnh lắm. Hiện tại bây giờ là chỉ có 6 độ thôi. Và buổi tối khi mà Sang đi làm về, buổi tối khi Sang đi làm về thì nhiệt độ nó xuống. Những cái hạt mưa này nó sẽ chuyển thành những ở cái chỗ mà Sang ở nó lạnh hơn. Nó sẽ chuyển thành những cái bông tuyết nó hơi nhẹ 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 một chút xíu thôi. Dạ. Lúc đó thì nhiệt độ nó xuống còn 1 độ, 2 độ hoặc là 3 độ cái chỗ Sang ở lạnh tại vì nó ngoài thành phố rồi thưa các bạn. Sang đi ra đây thì Sang thấy là thường cái chỗ này là cái chỗ mà hai cô bé sinh đôi hoặc là cô bé sinh gà ngồi ở đây nè. Nhưng mà hôm nay thì không thấy là cô bé sinh đôi. À, nhưng mà Sang thấy cô bé sinh gà đây ạ. Trời mưa như thế này và các bạn nhìn xem á, cô bé sinh gà ngồi đây nè, thấy không? Lạnh lắm. Và đi lượm bánh. Sang thấy cô bé vừa mới chạy ra lượm cái gì ăn đây. Để xem coi cô bé ăn cái gì. Bonjour, sao va? Chúng mong quelque chose. Bánh mì với lại fromage. Ça c'est quoi? De mi kem. C'est bon? Ăn như vậy không biết là có không có thịt không có gì hết ha. Ba in lễ u. Đi toilet rồi, mẹ ba của cô bé đi toilet rồi. Nha. Chị thế phoa hả? Thế phoa. Sang thấy cái áo khoác của cô bé đã dơ hết trơn rồi các bạn, có thể là do mưa các bạn biết không. Gia đình vô gia cư này nè, Sang có gửi cái chiếc xe kéo mà Sang gửi cũng khá là lâu á, cỡ 2 tiếng lận á. Nhưng mà cái chiếc xe kéo đó, trên cái xe kéo đó của Sang cũng có đồ nữa. Nhưng mà khi mà Sang quay lại á, trời mưa quá mà Sang cũng không đi đến chỗ họ kịp á. Họ đổi chỗ đi, khi mà đi tới đây nè Sang không thấy hai mẹ gia đình họ đâu nữa thì con trai của Sang nó kêu thôi ma mon ơi, vậy là mất xe kéo rồi. Cái Sang mới nói là không, mà người ta không có lấy xe kéo của ma mon đâu. Ma mon tin cái điều đó. Và đúng thiệt là như là những cái gì mà Sang nói đó các bạn, xe kéo của Sang không có bị mất gì hết. Họ dọn vô cái chỗ mà bên trong kia kìa. Họ dọn vô cái chỗ ở trong kia kìa. Và họ đứng ở trong đó họ chờ Sang đó các bạn. Tuy là họ vô gia cư nhưng mà họ rất là thật thà, không có tham lam và họ thật lòng với mình đó các bạn. Thường đến một cái chiếc xe kéo đó của Sang á, có đồ trong đó nữa họ kéo đi và họ bán những cái đó đi, đồ trong đó đi á, thì cũng kiếm được mớ tiền rồi cho ngày hôm đó của họ. Nhưng mà họ không có làm vậy, họ đứng chờ Sang cho được, mà trong khi là mưa tầm tã, mưa lớn lắm á, mưa mà nên nổi mà nước ở trên đường nó trôi luôn đó các bạn. Sang bắt gặp hai mẹ con cô bé vô gia cư xin gà này đang là ăn bánh mì khô. Họ chấm vào cái da ua này để cho nó mềm cái bánh mì ra, để cho nó dễ ăn đó các bạn. Mà cái loại da ua này là loại da ua nó còn không có đường á. Họ ăn như thế để cho nó mềm ra. Mỗi lần họ ăn thì thường thường Sang để ý, Sang thấy họ có bóp cái bánh mì ra cho nó mềm. Bánh mì mà để qua đêm nó rất là cứng, khó ăn đó các bạn ạ. Thường thì họ mang theo những cái chăn như thế này để họ ngủ nè. Rồi cái chăn này là loại chăn lớn, là buổi tối ba người trùng vô với nhau là ngủ vậy là xong đó các bạn. Còn buổi sáng là họ ra ngồi xin từ rất là sớm, 7 giờ sáng là họ đã ra ngoài đây xin rồi. 7 giờ rưỡi sáng. Xịt bông sao? Sang thấy cô ấy ăn bánh mì với cái này. Không có cái gì hết đó, cái này giống như là cái da ua nó. Dạ. Da ua không có đường. Và bánh mì như thế này khô, rất là khô khan. Cô bé đang nói là thế joli toi.
là cô rất là đẹp. Merci. Et toi aussi hả? À, ba của cô bé ở đây rồi nè. Bonjour. Ê, Sang nghĩ là lần trước anh nói với Sang anh bao nhiêu tuổi nhá, anh 30 mấy tuổi mà hình như thì thấy chắc anh lớn tuổi hơn á, thấy râu gì tóc cũng bắt đầu có điểm trắng rồi mà. Ê, đau chân quá. Chú mong á với Sang nữa. À, anh kêu anh ăn rồi. À, để ra ngon dê. Ê, bébé nó, bébé không? Bébé cũng ăn luôn rồi. Bạn có nói gì với mình để xem coi họ muốn nói gì với mình không ha. Bạn ngồi ở đây rất là lạnh đó. Stai aici foarte des de acea dată. Thế hoa. Ui. Buổi tối thì gia đình bạn ngủ ở chỗ nào? Đây con. Buổi tối thì gia đình bạn ngủ ở chỗ nào? Để cho anh lấy điện thoại anh nói đi. Dormim colo afară unde v-am arătat noi, acolo dormim noi. Da. Dormim colo unde v-am dus noi când ați luat de îmbrăcăminte atunci, pe bulevard, acolo dormim. Ở nơi nào đó chúng tôi đã đến khi bạn lấy quần áo, sau đó trên đại lộ ở đó chúng tôi ngủ. Dạ. Ngủ đại ở chỗ nào đó cũng được á, miễn là có chỗ có mái che thì họ ngủ. Dạ. Không bị ướt quần áo là họ ngủ rồi. Còn bạn tắm ở đâu? Còn bạn tắm ở đâu? Oui. Nè, thì họ nói là thứ tư là có chỗ tắm nè. Các bạn xem cái gia đình cô bé xin vô gia cư xin gà này cũng khá là nhiều rồi đúng không các bạn? Và có ai trong các bạn có thắc mắc là gia đình vô gia cư cô bé xin gà này á, tắm ở đâu không ạ? Và nói chung tất cả những vô gia cư ở Mỹ nói chung thì thường thường họ tắm ở đâu? Nếu mà ai muốn thắc mắc thì các bạn có thể xem video sau này. Sang sẽ làm một cái video và cho các bạn xem đến tận nơi người vô gia cư tắm ở đâu nha các bạn nha. Sang có làm cái video trước đó rồi nhưng mà nó hơi ngắn, chi tiết nó hơi ngắn có thể và cũng khá là lâu rồi ạ. Cũng hơn 1 năm rồi đó. Vậy có thể là bây giờ Sang sẽ làm lại cho các bạn xem ha. Tắm đó để tôi quay phim một chút nha. Da, dar nu știm dacă e astăzi acolo. Si, mercredi, oui. Oui. Oui.
Dạ. Ok, bây giờ là cô bé sẽ cùng với Sang đi tới chỗ đó để Sang quay cái chỗ đó cho các cho khán giả của Sang Thị Nở xem cái chỗ tắm nó ở đâu nha các bạn nha. Ai cho cô bé đôi giày cũ này á, cái hiệu này cũng rất là tốt mà. Cái hiệu này là giống cái đôi cái hiệu mà Sang đang đi nè. Rất là êm. Dạ. Vậy, đây, cô bé sẽ đi với Sang nha.